Đó, những cái sản phẩm thông thường, cái khuôn tranh này rất là mỏng, chỉ đến 3 phân thôi nhé, 3 phân hoặc 4 phân thôi. Như là cái bộ bàn thờ này là khuôn tranh là làm dày hẳn 5 phân, rất là dày dặn. Cái phần khung này, khung này là dày là 6 phân các bác này, xây dày 6 phân ở trong này. Đó. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày cuối năm năm 2020. Trong buổi chiều hôm nay thì em có hoàn thiện lên mộc một cái bộ đồ thờ gỗ mít. Thì nhân đây thì em cũng giới thiệu luôn với các bác là một bộ đồ thờ gỗ mít, một bộ bàn thờ gỗ mít thì là bao gồm những món gì. Còn cái bộ bàn thờ này thì là của khách hàng là một khách hàng ở Khanh Thủy, Phú Thọ các bác ạ. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể bộ bàn thờ đây. Có rất là nhiều món các bác này. Thì như trước tiên ấy, thì em xin giới thiệu là có một chiếc bàn thờ. Đây là chiếc bàn thờ như ý này, với cái mẫu chân vuông, chân vuông và đục dạ nền như này thì bên em gọi là bàn thờ các bác nhé. Còn những cái sản phẩm mà chân đục đầu nghê hoặc là chân có thể đục chạm ấy thì chúng ta sẽ gọi là mẫu sập thờ. Đấy, nó sẽ cầu kỳ hơn mẫu bàn thờ như này. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng cũng như là cái không gian phòng thờ nhà các bác ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn là án gian thờ hoặc là sập thờ. Ưu điểm của cái bộ bàn thờ án gian gỗ mít này thì là cái hoa văn của nó sẽ là hoa văn đục nền, nên là trong quá trình sử dụng thì là khách hàng sẽ vệ sinh và lau chùi rất là dễ. Còn những cái sản phẩm sập thờ thì nó sẽ có cái độ cầu kỳ cao hơn, thì trông nó có thể sẽ là bệ vệ và uy nghi hơn. Tuy nhiên là chúng ta sử dụng vệ sinh lau chùi thì nó sẽ hơi vất vả. Đó là hai cái mẫu bàn thờ mà chúng ta thường thấy. Thì đây là mẫu bàn thờ như ý quý vị ạ. Và cái chân của nó nhà em làm là chân 16 này, chân rất là to nhé. Quý vị nhìn trong màn ảnh như vậy nhưng mà nhìn bên ngoài chân rất là to. Vì những cái sản phẩm bàn thờ thông thường ấy thì chân nó chỉ tầm 14 phân thôi, nó chỉ tầm bao nhiêu thôi, nhưng sản phẩm này khách hàng đặt em hàng rất là khủng. Chân to cũng như là kích thước là dài hàng đại, dài 2m17. Đó, những cái sản phẩm thông thường cái khuôn tranh này rất là mỏng, chỉ đến 3 phân thôi nhé. 3 phân hoặc 4 phân thôi, như là cái bộ bàn thờ này là khuôn tranh là làm dày hẳn 5 phân, rất là dày dặn. Cái phần khung này, khung này là dày là 6 phân các bác này, xây dày 6 phân ở trong này. Đó, rất là dày. Đây, em quay cái góc nghiêng các bác thì thấy được cái độ khủng của cái bàn thờ này như thế nào. Rất là dày dặn. Tiếp theo về một chút về giới thiệu một chút về cái đường nét hoa văn thì cái bàn thờ này em là đục theo mẫu là mẫu triện tàu lá dắt, hay là còn gọi là mẫu ngũ phúc đấy, thì được cũng là bao gồm có 5 con rơi này. Các bác có thấy là đây là một con rơi này, 1 này, 2 này, 3 này, đó, 4 này, bên này 5 con rơi. Thì rơi trong tiếng Hán gọi là phúc, và 5 thì là ngũ, gọi là ngũ phúc. Thì là cái mẫu này là mẫu triện tàu ngũ phúc, đó, kết hợp với những cái lá nó rát ở đây này, thì gọi là triện tàu lá rát nữa này. Đó. Chính giữa thì là cũng có một chiếc cuốn thư và hai bên là có hoa văn hoa. Chân thì chân là đục triện, cổ là cổ triện. Phía bên dưới này thì là có một chiếc bàn cơm, cũng là mẫu truyền tàu lá rắt. Đó, bàn cơm rất là khủng luôn. Khủng luôn. Đây là hình ảnh của bộ bàn thờ. Tiếp theo ấy, một số cái món thờ đi kèm thì em giới thiệu luôn là một số cái món thờ đi kèm cho các bác thể tham khảo. Thì thường ấy thì là chúng ta sẽ có thêm này, một bộ là bộ cuốn thư câu đối, hoặc là có thể là những thường là những mẫu án gian này thì chúng ta lắp là hoành phi câu đối, treo hoành phi câu đối là nó sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên hiện tại là bên xưởng là hết hoành phi câu đối rồi, nên là em sẽ giới thiệu cho các bác là về bộ cuốn thư này. Cái bộ cuốn thư này thì cũng bằng chất liệu gỗ mít, và thì đây các bác thấy đây. Đây là bộ cuốn thư này. Đây em đi gần hơn một chút về bộ cuốn thư này nhá. Đây là mẫu cuốn thư trúc hóa. Thì các bác thấy những cái sản phẩm mà về đục chạm ấy, thì bên cơ sở gỗ Tùng Tám chúng em thì là rất là đa dạng về mẫu mã cũng như là cái quá trình làm, rồi thì những người thợ làm rất là chuyên về hàng đục chạm. Đây là những cái sản phẩm mà cuốn thư mà đục chạm mà như này, quý vị thấy là rất là sắc nét này, đường nét hoa văn này. Đây là mẫu cuốn thư trúc hóa. Mẫu cuốn thư trúc hóa thì là vì sao em gọi là mẫu cuốn thư trúc hóa, thì đây quý vị thấy này là rồng hóa trúc thì mất. Thì đây là hình ảnh một chú rồng và được cách điệu cũng như là làm điêu khắc hình biến thành một thân cây trúc đây, một thân cây trúc hóa thành đầu con rồng này đấy, thì gọi là mẫu cuốn thư trúc hóa này, cũng như là hai bên
hình ảnh Tứ Linh, đây là hình ảnh một chú phượng. Cái hình ảnh chú phượng này cũng được cách điệu và biến tấu thành thân cây trúc và những cái lá trúc. Dưới này là còn một chú nghi này, nghi này biến thành cây trúc này. Đó là bao gồm mà chính giữa, quý vị thấy là chính giữa vẫn là đầu của phù ma chữ Đức Ly Quang trên nền gấm. Hai bên thì là hai bên câu đối là rồng hóa mai. Đây, hai bên câu đối đây. Cái hàng chữ hai bên câu đối này là hàng chữ thờ, là một bên là tổ tông Công Đức Thiên Liên Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Thêm những cái bộ món đồ đi kèm này nhìn rất đẹp các bạn, long trọng đây. Đây, cái ở giữa này có rất là nhiều món này. Thì trước tiên là cái món để em giới thiệu với các bác trước tiên thì sẽ là có một cái lư, gọi là cái đỉnh thờ đấy. Cái đỉnh thờ này thì hiện tại là em đang thiếu một cái bộ tam cấp đằng trước để bát hương này, thì sẽ để trước cái lư hương này. Cái lư hương này bằng chất liệu gỗ mít và được chạm khắc, thì quý vị có thể thấy ở đây là hình ảnh dòng trầu ngạn nguyệt. Đó, bên trên đỉnh dòng thì là bên trên cái lư này thì là bao gồm một chú nghê đỉnh này. Đó, là đỉnh nghê. Đó, bao gồm ba chân. Chân thì là khắc là đầu, lân và chân móng. Ngoài ra phía bên ngoài này thì là bao gồm có những cái chi tiết khác như là một cái đĩa. Đây là cái đĩa này, chúng ta có thể đựng hoa quả này, chúng ta bày hoa quả trên chốc này. Đó, thì ngoài này là năm cái món này để có thể để rượu này cũng như là cao trầu. Thì cái này sử dụng như sau này, thì khi không dùng ấy thì chúng ta sẽ để vào như này, còn khi nào sử dụng thì chúng ta sẽ bỏ cái nắp này xuống này, sau đó chúng ta tráo cái này lên trên. Đó, chúng ta có thể bày chén rượu đó, hoặc là những cái trái cau, hoặc là trái cau ở đây này. Tùy theo mỗi cách cúng của mỗi người thì mọi người có thể sử dụng khác nhau nhé. Nếu không dùng thì chúng ta sẽ đậy vào như thế này. Hai bên này thì là sẽ có hai cây đèn này, cây gọi cây đèn nến, thì chúng ta có thể cắm cây nến ở trên này. Đấy, còn bên này là cái để hương, chúng ta để hương đây, sau đó chúng ta sẽ tút hương và thắp châm nến ở đây. Đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng đèn dầu cũng được. Đây, bên trong này thì có hai cái cây này là tượng trưng cho đèn dầu này. Thì nếu những nhà nào mà không dùng đèn dầu ấy thì có thể mua thêm hai cái cây đèn dầu bằng gỗ mít này để thay thế vào tượng trưng. À, chúng ta có thể thắp hương, có thể châm bằng bật lửa cũng được. Nhưng mà thắp thêm cái đèn dầu và nhìn cho nó đẹp. Ngoài ra ấy, trong quá trình chúng ta thắp hương thờ cúng ấy thì chúng ta sẽ để thêm một cái bình hoa ở trên cái bàn thờ này để thắp hương cho các cụ, nên thêm phần ý nghĩa hơn. Và cái bình hoa của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ để theo như sau. Thì có nghĩa là để cái đĩa hoa quả này nhá, chúng ta sẽ để ở bên này, có nghĩa là bên trái này, thì có nghĩa là bên tay phải của các cụ khi ngồi ra. Đấy, thì thuận tiện với các cụ ngồi bên tay phải để có thể hoa quả này. Còn cái bình hoa thì chúng ta sẽ để bên này, ở bên tay phải của chúng ta. Tuy nhiên là sẽ là bên trái của cụ, thì người ta gọi là đông bình tây quả. Cái lãng hoa, cái lọ hoa chúng ta sẽ để bên hướng đông. Đấy, để khi cái gió biển hoặc là cái gió hướng gió đông ấy, thì là nó sẽ thổi vào và sẽ lan tỏa những cái hương hoa ra khắp cái bàn thờ. Đó. Còn tây quả thì có nghĩa là để cái đĩa hoa quả bên hướng tây, rồi bên thuận cái tay của các cụ, các cụ có thể tiện tay và dùng. Đây, nó rất là đẹp các bạn. Toàn bộ sản phẩm là sử dụng là chất liệu là gỗ mita, bên nhà em làm gỗ mita. Thì cái bộ cuốn thư câu đối và những cái món này ấy, thì là hiện tại là những cái do là làm từ trước nên là màu nó sẽ hơi sẫm một chút. Và cái bộ bàn thờ này em mới làm thì là màu nó sáng như vậy nhá. Còn tất cả là đều sử dụng là một chất liệu là gỗ mít hết. Còn quý vị nào có nhu cầu ấy thì đây, em xin lỗi là quên mất chưa để chiếc biển đây. Đây là địa chỉ của xưởng nhà em đây. Có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới bên xưởng đồ gỗ 08. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Số điện thoại là 0957 510826. Website là đồ gỗ tùng 8.com. Rất là đẹp món đồ thờ này. Ngoài ra thì nhà em còn rất là nhiều cái mẫu đồ thờ bàn thờ khác, mọi người có thể liên hệ trực tiếp là em sẽ tư vấn cho các mọi người.